Vâng, xin chào các anh chị. Như vậy là chúng ta đã qua được 6 bài ở chương 1. Bài chương 1 là chúng ta lấy cái tên chương là Cùng con xây dựng ước mơ. Thì như vậy thông qua 6 cái bài đầu tiên trong chương 1 thì các anh chị biết là cái cấu trúc bản thể của con người của chúng ta bao gồm có thân, tâm và tuệ. Và một cái yếu tố cực kỳ quan trọng đó là cái lý tưởng sống, chân lý sống, đó là cái ta. Như vậy chúng ta đã thông qua cái bài 1 này để chúng ta hiểu được cái bản thể của con người. Nhưng cái vấn đề thứ hai là chúng ta hiểu được rằng là toàn bộ cái bản thể của con người thì cái ta là quan trọng nhất. Nếu có cái ta chân lý mà đúng thì cuộc đời của hệ sinh thái xung quanh đứa con mình nó đúng. Mà nếu có cái ta mà sai thì là cuộc đời của chúng ta đi chệch hướng. Cho nên là chúng ta hình dung cái ta chính là cái yếu tố hình thành niềm tin của con người, chính là phần ta. Cái ta nó trộn với cái tâm nó thành yếu tố niềm tin của con người. Mà trong đó cái ta là do cái văn hóa giáo dục gia đình, văn hóa bạn chơi, văn hóa giáo dục ở trên trường lớp, rồi là văn hóa xã hội, rồi là trải nghiệm. Thì nó tác động lên hình thành nên niềm tin của con người. Và từ đó thì chúng ta hình dung là cái niềm tin này là với quyết định thái độ. Vậy thì chúng ta ôn lại cái chương 1 này thôi. Cấu trúc bản thể của con người thì cái thứ mà thay đổi cuộc đời lớn nhất lại là cái gốc, cái ta chân lý. Sau đó hình thành nên niềm tin của con người. Sau đó từ cái quy luật mà cái niềm tin con người nó thay đổi thì thái độ của con người so với môi trường nó sẽ thay đổi và nó biểu hiện ra ngoài. Và cái thứ tư là Tuấn đã xây dựng cái niềm tin cho con thông qua quy luật của cuộc sống, đã chia sẻ với các anh chị, rồi xây dựng lộ trình thành công cho con và xây dựng bản đồ phát triển cho con. Như vậy chúng ta đã xây dựng toàn bộ, hiểu được bản thể và xây dựng được cái con đường, cái lộ trình trong tương lai. Tuy nhiên đến bây giờ thì con các anh chị lại chuẩn bị vào cấp 3. Nếu ở cấp 2 là chuẩn bị vào cấp 3, thì đối với cấp 2 thì bây giờ các anh chị hãy cho con đi trải nghiệm nhiều lên. Và sang đến cấp 3 thì mỗi một đứa trẻ cần có một cái nền tảng. Và cấp 3 chính là cái nền tảng, chính là cái móng để chuẩn bị cái bệ phóng cho cuộc đời họ, mỗi đứa con của mình. Vậy thì cái nền tảng cần xây dựng cho con học trung học phổ thông thì có 7 cái yếu tố nền tảng. Và từ đó mình có cách để rèn luyện 7 yếu tố nền tảng này giúp con. Vì bây giờ con các anh chị ở cấp 2 và chuẩn bị vào cấp 3. Vậy thì đến bây giờ thì chúng ta mới xoay sang cái bài đầu tiên của bài chương 2, đó là 7 yếu tố tạo nền tảng cho con mình để nó chuẩn bị một cái bệ phóng để bước chân vào một cái tương lai cho nó thành công rực rỡ. Vậy thì 7 cái nền tảng này là cái gì? Thì mời các anh chị chính thức bước vào chương 2.